Rồi phải đeo cái mặt nạ này vào người thôi. Anh em thằng Tumberi là anh em Tumberi rất nguy hiểm, là nó ăn cắp ngay mặt nạ của mình, chơi ngay của mình. Đeo mọi người ơi. Ta có cây búa có sức mạnh sấm sét. Ta là trinh cướp biển đây, mọi người hãy xin chịu ta. Ôi em ơi, làm sao mà lại ẳng to thế? Rồi đây, mày cuốn cái này vào thì mới giống cướp biển. Nha, nào. Ăn cuốn hận nó. Ừ đấy, ôi rồi, được rồi, giống cướp biển rồi em ơi. Rồi rồi, giống cướp biển rồi. Đi đây, mày đi đây theo anh. Đi đây. Đấy. Đây. Mày nhìn thấy cây này chưa? Rồi rồi. Mày chém thử một cây xem nào. Ok, em chém đây. Chém đây nào. Nhìn thấy cái gì rồi mà? Gì đó? Anh có sao không? Anh có sao không? Ai sao tao cái gì? Mà cây mới chấm mới chấm vào cổ tao rồi. Tao chấm cái gì? Cái gì hết đi anh ạ? Ôi con này ngu thế Nguyệt. Mày ngu lắm nhá. Lần sau tao dạy mày chém mày phải chém chuẩn tao nhá. Vâng, em ôi cơ kìa, ôi nó lắm mặt nạ đấy em ơi. Mặt nạ đấy. Ôi đi theo nó đi, đi theo nó lấy lấy mặt nạ thôi, cướp mặt nạ thôi em ơi. Này anh yêu em muốn nó tắt tựa. Ok anh yêu hàm miệng ra. Anh yêu em nhiều không? Anh yêu em to nhìn này này. Hai cơ! Con Trinh! Cái gì làm sao đây? Hai cơ! Con Trinh nó lấy mặt nạ của tao rồi! Ôi thôi, chứ mày đuổi nó ra ngay thôi! Tao đang đuổi! Thôi, nhưng mà đưa tao cầm hộ cái mặt nạ này cho, xong mày đuổi cho nó nhẹ ha, nó đỡ lòng cầm! À, nó cầm hộ tao gì? Ừ, đây, cầm hộ cho! Ôi, cảm ơn tao đi! Tao đuổi nó đi! Ừ, cảm ơn gì? Tao lấy cái mày giờ, cảm ơn gì? Trời ơi! Cái con Trinh nó béo mà nó chạy nhanh thế không biết chứ! Quá không đuổi nó! Nhìn lắm rồi! Thôi đi về sang tao đi còn mặt nạ mình đâu. Tao đi ơi. Chết rồi, tao đi trốn rồi. Anh em nó lại lừa mình rồi. Trời ơi, tao chúng mày chết với ông. Mày em ơi, lấy được mặt nạ rồi. Bây giờ đập nát hết rồi thôi em ạ. Vâng. Nào. Bây giờ anh đập trước hay mày đập trước? Em, để em xem trước rồi. Anh em ơi, xem Trinh nó chém mặt nạ này anh em ơi. Trinh sẵn sàng chưa Trinh? Em sẵn sàng rồi anh ơi. Mày chém đây nào, mày chém đi cho anh em xem đây. Ngu này. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì, cái mặt nạ to như vậy mà mày chém vào tay tao à? Để em chém lại anh ơi, chém lại. Đây, bây giờ tôi dán cho cô vào cái cột. Đấy, bây giờ mà mày còn chém lại thì tao đến ạ à mày đấy. Vâng. Mày chém thử xem nào. Để em chém đây. Ôi, mình cũng biết nó sinh cái mắt mày ra để làm cái gì nữa. Anh buồn cười thật. Mắt em cận như thế này em mới chém nhầm chứ. Nếu không cận thì đã không chém nhầm rồi. Thôi, mày đứng lùi ra cho mày đi. Ủa, mày chém đi. Tao lùi cho mày sơ đấy. Rồi. Chém đi. Anh nhìn đây này. Chém đi xem nào. Rung rồi. Ôi em ơi, ôi mày chém vỡ cả mặt nạ rồi em ơi. Để tao, đưa lại. Anh tụng bố đập đi. Được cái gậy này to lắm đây này. Cái này dài quá. Đây nó dạy cho. Đấy khó lắm. Bây giờ nhá. Ừ. Mày cũng phải có phải mày muốn đi qua đây không? Ừ. Mà cái gậy nó dài như này. Không vào được. Không vào được thì chặt ra. Chặt ra. Chặt ra.
bây giờ muốn đi vào gì? Nhìn là mộng nhá. Mày đấy nhở? Đây, cầm lấy bao giờ, tao chạy tiếp này. Rồi, trời ơi, nó lừa rồi thì nó chặt gãy nó ra ơi. Ôi giời, hacker sao mày ngu thế cơ? Ông vẫn là đứa mày nhá, chúng mày không sang với ông đâu. Chúng mày chết với tao rồi. Em ơi, khà, anh em mày hết đường rồi. Mày chơi nó đi, anh sợ lắm. Hacker, mày chơi tao. Chết rồi anh ơi, hù rồi anh ơi. Tao không thể dùng kiếm nữa, bây giờ tao chơi hẳn cái này không sao. Mày làm gì làm đi. Trinh, em có làm sao không? Em không sao anh ơi. Có sao không? Ôi trời chết rồi, mẹ đánh nhầm mày rồi. Ôi bây giờ cả mày thằng hacker chết cả rồi, tao sống làm gì nữa. Anh em ơi đừng lại ngay, chúng mày làm gì đây? Em chạy đây. Mày chết rồi, tao dùng thang. Tao sẽ dùng thang. Đừng anh ơi. Tao dùng thang cho mày ngã. Mày chết rồi. Tao cho mày đổ. Tấn công đi, nhận đòn đi. Tao ném tiếp cho mày chết. Bây giờ nhá, tao che bụng rồi còn lâu mày mới ném được nhá. Xong rồi tên tao đi. Không sao à? Tân Paris, hôm nay tao sẽ xử đẹp mày luôn. Đừng anh ơi, tao sắp phải đái rồi. Trinh ơi, cứu anh. Mày muốn gì? Mày có muốn 100.000 này không? Có. Thế thì tao mày sẽ chơi cùng một trò chơi. Trò gì? Nói đi. Bây giờ mình sẽ chơi trò bịt mắt cắt đồ vào. Còn đây, cái kéo này để tí mày sẽ cắt đồ. Bây giờ tao sẽ bịt mắt mày lại trước. Bịt đi. Chơi đi. Tao quên mất, tao bảo mày như này nhá. Gì? Tí nữa mà tao đưa đồ vật gì ra mà phải cắt chúng nó. Thế mới được 100.000, nếu không là không được đâu. Chuyện nhỏ chơi. Ok. Đi vào đây. Đâu? Kéo đâu? Kéo đây. Sao mà bóp đít tao? Trời ơi. Trời ơi. Đây, kéo đây cầm lấy. Kéo đâu? Đâu, cắt chưa? Đây. Anh ạ. Rồi. Đây, tao cứ rồi mày cắt đi.
À, mày giữ tao cắt à? Đúng rồi, cắt đi. Cắt luôn. Nôn nôn nôn. Trời, chuyện nhỏ chưa? Cắt đi. Trời ơi. Cắt thì mới được tiền. Ôi trời ơi, chuyện nhỏ luôn. Việc cắt là nghề của hacker rồi. Tao cắt lên siêu luôn. Ui dồi ôi, mày cắt giỏi thế hacker ạ. Yeah, thắng rồi. Tiền đâu? Tiền của tao đâu? Làm gì có tiền? Anh cơ, cái mày vừa cắt nạn cái vật nạ của mày này. Ôi, tao khốn nạn.